Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại cái vườn hoa Hà Đông, Hà Nội. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một cái hình ảnh rất là quen thuộc của người dân Hà Đông nói riêng và người dân của thủ đô Hà Nội nói chung. Đấy là cái hình ảnh mà về cái dòng sông Nhuệ, một dòng sông quen thuộc của người dân bà con ở Hà Đông này. Và vườn hoa Hà Đông nó nằm ngay cạnh cái trục đường là trục đường của đường Trần Phú Hà Đông. Thì bây giờ hôm nay là Minh Toàn có dịp đến Hà Nội và cũng muốn chia sẻ một số cái hình ảnh của Hà Nội đến các bạn, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về thủ đô Hà Nội cũng như là Việt Nam của chúng ta. Ở đây là cái Minh Toàn đang đứng cạnh dòng sông Nhuệ. Đây, dòng sông Nhuệ đây các bạn. Đấy, là cái dòng sông Nhuệ. Đây, Minh Toàn quay máy lại để bà con cô bác có thể nhìn hiểu rõ hơn nhé. Đây, trước mặt chúng ta là cái cầu này gọi là cầu cầu đen. Đấy, cầu đen ở Hà Đông. Gần dòng sông Nhuệ thì ở đây thì bà con cũng trồng rau rất là nhiều luôn. Đó, bác này bác đang trồng rau để tăng gia thu nhập cũng như là cải thiện cái bữa ăn hàng ngày. Bởi vì bên cạnh dòng sông Nhuệ này thì đất rất là phù sa, và hơn nữa là ở bên cạnh dòng sông Nhuệ này thì một con sông mà cũng đi vào cái huyền thoại lịch sử của Hà Đông nói riêng và Hà Nội nói chung. Hà Đông thì có cái taxi gọi là taxi sông Nhuệ, nên cứ nhìn thấy taxi mà có tên sông Nhuệ cái là chúng ta biết là taxi ở Hà Đông rồi. Chính vì thế mà ở Hà Đông này con sông Nhuệ là một con sông mà hầu như bà con cô bác ai mà ở Hà Đông thì cũng đều biết về con sông Nhuệ này. Bây giờ Minh Toàn sẽ mời bà con cô bác chúng ta hãy xem cái dòng sông Nhuệ này nó như thế nào nhé. Đây, thưa bà con, dòng sông Nhuệ này thì nói thật bà con là bây giờ thì cái nó giống như là cái sông Tô Lịch ấy, sông Tô Lịch của Hà Nội. Nước ở đây thì theo cá nhân của Minh Toàn thì nước ở đây chẳng khác gì là sông Tô Lịch đâu. Và sông Nhuệ nếu mà như cá nhân Minh Toàn đây thì Minh Toàn cảm thấy sông Nhuệ ngày nay nó không phải là một cái dòng sông nữa mà nó giống như một con mương thì đúng hơn. Đây, chúng ta đang tìm cái đường xuống để cho các bạn xem được, biết được cái dòng sông Nhuệ. Ồ, đường xuống ở đây bà con cô bác người ta rào người như thế này để người ta trồng cây hết. Đó, rào để trồng cây hết, trồng rau ấy, trồng rau ăn rau. Bên phía dòng bên kia của dòng sông Nhuệ là khu vực đấy cũng là Hà Đông. Đấy. Và đây thì cái dòng sông Nhuệ đây là hai bên, cái mạn bên này là mạn bên đường Phùng Hưng rồi. Đây thì bạn thấy cái dòng sông Nhuệ. Đó, dọc theo dòng Nhuệ nước rất là đen và như cảnh xa ở bên kia. Đó, bên kia là như các bạn đang nhìn thấy đấy là một cái nước thải của người dân mà đổ ra dòng Nhuệ. Đây, Minh Toàn sẽ đi dọc theo cái hướng này và Minh Toàn tìm một cái đường xuống để các bạn nhìn rõ hơn về cái dòng sông này. Nước đây thì Minh Toàn thấy một màu không à, màu đen không à. À, tìm một đường xuống mà cũng khó phết đấy, bởi vì là bà con người ta rào hết đường xuống rồi, rào hết đường xuống sông để trồng rau tăng gia sản xuất. Đây, người ta rào như này hết rồi.
thành ra đi xuống rất là khó luôn. Đây để có lối xuống à, cũng đi rào luôn, rào luôn. Đây đứng đây thì nhìn nó rõ hơn. Bạn thấy cái dòng sông Nhuệ đây à, núi liền giữa cầu Đen à, đoạn này là đoạn giữa cầu Đen và cầu Trắng, tức là cầu cầu Trắng Hà Đông ở đây. Đấy cái cầu mà nhiều xe lưu thông ấy, đấy là cầu Trắng của Hà Đông. Ở Hà Đông thì có hai cái cầu có hai mang tên trái ngược nhau, đó là cầu Đen và cầu Trắng. Thì Minh Toàn không biết vì lý do gì mà người ta lại gọi là cầu Đen và cầu Trắng luôn. Ở trong này có nhiều cây, trong vườn hoa Đông này có nhiều cây đa hết. Đây một cây đa rất là to luôn. Cây đa gốc cổ quá. Đấy, trên đây trên cây đa. Đây và đây là cái đường xuống của dòng sông Nhuệ. Minh Toàn sẽ xuống bằng cái đường này. Đây Minh Toàn sẽ để cái ba lô hành trình của Minh Toàn đây. Minh Toàn sẽ xuống cái dòng sông Nhuệ để gửi một số cái hình ảnh về nước của dòng sông Nhuệ đến bà con. Wow, ở đây thì bà con tăng gia sản xuất quá nhỉ. Đây đi xuống đây khá là chật vật đấy, vừa đâu. Đây là nước của cái dòng sông Nhuệ. Đây các bạn. Và đoạn này là đoạn A. Đây cây cầu Trắng bây giờ chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đấy, đây là cây cầu Trắng Hà Đông. Còn cái phía cầu Đen là nó nằm phía đầu này rồi. Ở nước dòng sông Nhuệ thì nói thật luôn quý bà con cô bác là Minh Toàn đang đứng ở tay dòng sông Nhuệ đây, nhưng mà cái mùi nước của dòng sông Nhuệ rất là hôi thối. Và đứng ở đây thì chắc thì chúng ta đứng cũng không được lâu. Đấy, còn hai bên dòng sông Nhuệ đây thì bà con đang tăng gia sản xuất vườn rau. Cái sông Nhuệ này thì như cá nhân Minh Toàn thấy là cái sông Nhuệ này là một cái con sông mà giống như sông Tô Lịch, tức là mang cái dòng nước thải của cái sự đô thị hóa ở Hà Nội nói chung và ở Hà Đông nói riêng, nên là cái mùi hôi thối của nó khá là đặc biệt luôn. Đây là cái đường lên. Hoa hoàng lắm thì mới được cái đường lên ở đây. Đây Minh Toàn phải mang theo ba lô này để sạc pin cho để gửi đến quý bà con cô bác trong quá trình mà Minh Toàn đi quay đi chia sẻ các video. Phía trước của chúng ta dọc theo dòng sông Nhuệ, đây là cái đường Phùng Hưng. Đấy, đường mà xe đang lưu thông. Đấy là cái đường Phùng Hưng các bạn ạ. Và bên cạnh dòng sông Nhuệ thì các cái quán nước, nước chè, cà phê bán khá là nhiều. Nhưng mà ngồi cạnh dòng sông Nhuệ này mà chúng ta uống cà phê, uống nước thì mùi hôi thối nó bốc lên thì khó chịu lắm. Còn trong này là cái vườn hoa Hà Đông.
Đấy, vườn hoa ở đâu? Ở trong vườn hoa đông này thì có một quán cà phê cũng khá là ngon à. Đây, trước mặt chúng ta chỗ mà nhiều cây ấy. Đấy, phía sau đấy là một cái quán cà phê mà Minh Toàn thỉnh thoảng Minh Toàn ngồi ở đấy. Và hôm nay là chúng ta đi dọc theo cái đi tìm hiểu con sông Nhuệ này, thành ra là Minh Toàn cũng không vào ngồi quán cà phê ở đấy được. Trong vườn hoa đông này thì toàn thấy rất là nhiều cây cổ thụ, cây to luôn, đây cũng một cái đa luôn. Và cái dòng sông Nhuệ này thì muốn thưa quý bà con cô bác thì ở đây có cái một cái vườn vườn trẻ, vườn cho trẻ em chơi. Nhưng mà vườn cho trẻ em chơi ở đây thì riêng cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn ở đây một thời gian 6 năm. Nhưng mà Minh Toàn thấy ít trẻ con khi đến đây chơi. Bởi vì bên cạnh cái dòng sông Nhuệ này, nếu mà trẻ em mà đến đây chơi thì cái không khí nó không khí thì nó trong lành rồi, nhưng mà cái mùi ấy, cái mùi của nó thì rất là mùi luôn. Nên mà trẻ em ít đến chơi. Đây là cái khu vui chơi của trẻ em. Và như chúng ta cái mà xe đi ấy là cầu trắng, còn bên trên là đường sắt trên cao nối liền giữa Hà Đông và Cát Linh. Và cái dòng sông Nhuệ này thì nói thật với các bà con luôn là đây, rác thải như thế này thì nói sao lại không ô nhiễm, đúng không? Và như chúng ta đang quan sát một màu đen luôn. Đây là dọc theo cái sông Nhuệ này. Mùi ở đây rất là hắc bà con ạ. Thực sự rất là hắc luôn. Và ở Hà Nội cũng có những cái con sông như thế này, nó không được trong lành. Ven thủ đô Hà Nội thì có những cái con sông nó lớn hơn, ví dụ như là sông Hồng hay là một số cái con sông mà ven thủ đô Hà Nội thì nó trong lành và sạch sẽ hơn. Thì ví dụ như là sông Hồng thì người ta lại tắm ở sông Hồng được, ví dụ có bãi Tam Tiên. Thì Minh Toàn có cái video về bãi Tam Tiên của sông Hồng ở trong kênh mà các bạn đang xem. Thì nếu mà các bạn quan tâm về cái bãi Tam Tiên của sông Hồng, Tam Tiên tức là không mặc đồ ấy, thì rất mong các bạn hãy xem cái video đấy ở trong cái kênh mà chúng ta đang xem đây. Trong công viên này thì lượng rác bên cạnh dòng sông Nhuệ rất là nhiều. Mình ra là nói sao mà nó lại bị hôi thối như thế. Đây. Hôm nay thì thực sự là có một người cũng nhờ Toàn là quay lại cái một người khán giả của kênh cũng nhờ Minh Toàn quay lại cái hình ảnh của cái dòng sông Nhuệ này, cái đoạn này, thành ra là Minh Toàn cũng tiện thể là vào cái vườn hoa Hà Đông. Minh Toàn ngồi nước và Minh Toàn cũng muốn chia sẻ cái đoạn dòng sông Nhuệ này đến khán giả đấy luôn. Cái dòng sông Nhuệ, Minh Toàn sẽ chụp vào một hình ảnh với dòng sông Nhuệ này chút. Đây, Minh Toàn quay lại một số cái hình ảnh với dòng sông Nhuệ cho các bạn xem.
có cái đường sắt trên cao, tàu đang chạy về sắt bạc này. Mùi rất là hắc luôn, mùi hắc quá. Đấy là cái đoạn dòng sông Nhuệ này. Bây giờ mình Toàn sẽ đi một số cái điểm ở Hà Đông này, mình Toàn gửi đến quý bà con cô bác nhé. Cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video này. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo. Bye bye.